Vâng, xin chào và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Hào Audio. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác thêm một cái chiếc đầu DAC đến từ thương hiệu Lucman vừa mới về hàng ở bên shop Thanh Hào Audio các bác nhớ. Và đây thì sẽ là Lucman DA200 đúng không ạ? Thì các bác cũng sẽ thấy là những cái ngày Tết thì cũng đang đến rất là gần rồi đúng không ạ? Và trong những ngày Tết thì chúng ta hát karaoke rất là nhiều và cái sản phẩm này thì sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong cái việc đấy đúng không ạ? Thì chúng ta cũng sẽ có thể là lấy các cái tín hiệu từ trên TV xuống đúng không ạ? Lấy các cái bài nhạc, bài karaoke ở trên đấy đúng không ạ? Giải mã thông qua các cái cổng như là optical hay là coaxial này đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy là cái tiếng nhạc phát ra rất là hay đúng không ạ? Để là hàng xóm đỡ khó chịu như là đỡ bị chói tai hơn đúng không ạ? Đấy thì đây là một cái sản phẩm giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong những ngày Tết sắp đến đúng không ạ? Thì ngoài ra với các bác hay chơi cũng như là đã dấn thân vào sâu rất nhiều vào cái con đường về nhạc số rồi thì trên các cái dòng sản phẩm của Lucman đúng không ạ? Thì đặc biệt là sẽ có từ Lucman DA100 này, DA150 này, DA200 này, DA250 và DA06 là cái sản phẩm cao cấp nhất đúng không ạ? Nhưng với các bác đã là những cái người mà chơi nhạc số chuyên nghiệp thì thường thì sẽ chọn là từ DA200 trở nên đúng không ạ? Và DA200 thì là một cái dòng sản phẩm vừa tiền nhất của Lucman này cũng như là được rất rất nhiều người đúng không ạ? Chọn lựa Lucman DA200 đúng không ạ? Thực chất thì không phải ai cũng có kinh tế quá là dư giả để có thể là chọn DA250 cũng như là DA06 đúng không ạ? Thế nên là Lucman DA200 là một cái sản phẩm hot nhất của Lucman các bác nhá. Đấy. Thì với các bác muốn chơi thật là chuẩn chỉ, thật là hay nhất, yêu cầu một chất âm hay nhất thì sẽ dùng nó để giải mã qua cái cổng USB các bác nhé. Và em có tặng các bác thêm một cái kho nhạc số đúng không ạ? 10T rồi, vì vậy mà các bác thoải mái các bác khai thác nhạc số qua cổng USB trên cái sản phẩm này đúng không ạ? Và đây thì cũng là một cái sản phẩm Deadlam 20, để em xem lại nào, 2014 các bác nhé. Và nó còn cực kỳ là mới, thế nên là đủ sức để cho các bác giải trí cũng như là trải nghiệm về cái sản phẩm này đúng không ạ? Và sau đây thì em sẽ quay lại gần hơn để giới thiệu đến chúng ta một chút về hình thức các bác nhé. Thì Lucman DA200 thì cũng đã về hàng rất nhiều lần ở bên shop Thanh Audio rồi, thế nên là ngày hôm nay thì em chỉ giới thiệu đến các bác về hình thức cũng như là một vài các tính năng khác thôi đúng không ạ? Không có giới thiệu đến các bác về giải mã bao nhiêu bit, thì những cái sản phẩm đấy thì em đã giới thiệu đến các bác cực kỳ nhiều lần rồi các bác nhé. Vâng ạ. Và đây thì sẽ là cái giao diện chính của cái sản phẩm này đúng không ạ? Các bác cũng sẽ thấy là hình thức thì còn cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Đấy, hình thức thì vẫn còn được trên 95% đúng không ạ? Một cái sản phẩm đồ cũ mà trên 95% là có nghĩa rằng là nó còn cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đấy, thì ngoài ra thì trên này có volume các bạn, có nghĩa rằng là chúng ta có thể là cắm tai phone vào đây hoặc là chúng ta cũng có thể là dùng nó như là một cái con rè tiếng cũng được. Thế nhưng mà em không khuyến khích các bác là sử dụng nó để làm con rè tiếng các bác nhé. Tại vì là đây chỉ là một cái con DA thôi nên là không có thể là yêu cầu quá cao về cái phần rè tiếng được. Đây là phía sau đúng không ạ? Máy sản xuất năm 2014 này, các cái chân jack thì cũng đều còn rất là vàng đúng không ạ? Đấy, và cái sản phẩm này thì về hàng thì sẽ không có thùng các bác nhé, chỉ có một cái sợi dây dây nguồn ở bên kia gửi về thôi đúng không ạ? Thì sau đây thì em sẽ mời các bác cùng nghe một cái bài test trên cái dòng sản phẩm này các bác nhá. Vâng ạ. Mon petit, mon chéri, mon
Mon bonheur et ma vie.